Ngay cả một người thợ săn cũng không nỡ giết một con chim khi nó bay đến bên anh ta tìm nơi ẩn náu. Đây là câu trích dẫn yêu thích của Sugihara, người từng làm phó tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Lithuania. Ông đã dũng cảm bất tuân thượng cấp để cứu sống gần 6.000 người Do Thái trong nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Năm 1939, Sugihara Chiune được đề bạt làm phó tổng lãnh sự của lãnh sự quán Nhật Bản tại Kaunas, Lithuania. Ông có vỏ bọc là nhà ngoại giao, vừa là tai mắt của nước Nhật để theo dõi người Đức và Nga. Trước đó, Sugihara từng cương quyết xin thôi chức vụ phó ngoại trưởng tại Mãn Châu để phản đối sự ngược đãi của lính Nhật với người Trung Quốc. Mùa hè năm 1940, khi quân Đức tiến đánh Ba Lan, hàng ngàn người Do Thái đã chạy trốn sang nước láng giềng Lithuania. Nhưng đó chỉ là chốn dung thân tạm thời, họ cần phải gấp rút tìm một nơi ẩn náu mới. Những người Do Thái lúc đó đang lẫn trốn ở Lithuania, lo lắng về số phận của mình hơn bao giờ hết, bởi vùng đất nhỏ bé này đã bị chiếm đóng bởi quân đội Đức và Liên Xô. Chẳng mấy chốc, quân Đức sẽ chiếm trọn toàn bộ và họ chẳng còn nơi nào khác để đi. Họ vô vọng vì không một quốc gia nào dám dung chứa những người bị Hitler truy lùng. Chính sách cấp thị thực của Nhật lúc đó cũng rất khắt khe. Người tị nạn cần phải trải qua thủ tục nhập cảnh phức tạp và cần có đủ tài chính. Hầu hết những người Do Thái đều không có đầy đủ các tiêu chí này. Trước tình cảnh bi thương của người tị nạn, Sugihara đã cố gắng xin được hỗ trợ từ cấp trên, nhưng ông đành phải ngậm ngùi bó tay. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 8 năm 1940, thấy được rằng những người Do Thái kia sẽ gặp nguy hiểm nếu họ còn ở lại, Sugihara bắt đầu cấp thị thực theo cách riêng của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ và bàn bạc với vợ, ông đã bỏ qua mệnh lệnh của cấp trên để trao cho những người Do Thái một tờ thị thực thời hạn 10 ngày quá cảnh qua Nhật Bản. Ông còn chủ động liên hệ với các quan chức Liên Xô để cho những người Do Thái di chuyển qua đất nước mình thông qua tuyến đường sắt xuyên Siberia với giá vé đắt gấp 5 lần giá vé tiêu chuẩn. Ông đã dành 18 đến 20 giờ mỗi ngày để cấp thị thực cho người tị nạn. Một ngày làm việc, ông cung cấp số lượng giấy thông hành tương đương với một tháng làm việc thông thường. Cho đến ngày 4 tháng 9, tức là khoảng một tuần sau đó, ông buộc phải rời khỏi nhiệm sở. Cho đến lúc này, hàng ngàn người Do Thái đã được ông cứu mạng. Không chỉ họ, mà cả gia đình họ cũng đều đủ tư cách để bước lên chuyến tàu sang Nhật. Theo nhiều nhân chứng, mặc dù không còn được làm việc tại nhiệm sở, Sugihara vẫn tiếp tục viết những tờ giấy thông hành khi ở trong khách sạn. Trong những nỗ lực cuối cùng, vô số những tập giấy chỉ có dấu lãnh sự đóng khống được chuẩn bị vội vã. Sau khi lên tàu tại nhà ga Kaunas, ông ném những tờ thị thực ra khỏi cửa sổ xe lửa vào đám đông những người tị nạn đang tuyệt vọng, ngay cả khi xe lửa đã đóng cửa. Khi chuẩn bị khởi hành, ông đã nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không thể viết được nữa. Tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn." Khi ông cúi đầu thật sâu trước mọi người đứng trước ông, ai đó đã kêu lên: "Sugihara, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại ông." Sự cố gắng của Sugihara cuối cùng đã được đền đáp. Trong một thời gian ngắn, ông đã cứu sống gần 6.000 người Do Thái. Những ngày tháng sau đó, Sugihara bị thuyên chuyển công tác nhiều lần. Gia đình ông còn bị quân đội Liên Xô giam giữ trong 18 tháng và cuối cùng trở về Nhật với thông báo hủy tư cách nhà ngoại giao vì sự cố ở Lithuania. Sugihara
vật lộn với cuộc sống mưu sinh, nuôi sống gia đình và những nỗi đau liên tiếp kéo đến khi hai người con của ông lần lượt qua đời. Về sau này, ông buộc phải sống một cuộc đời lặng lẽ ở Nga, xa gia đình và xa quê hương. Mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến 45 năm sau, những người Do Thái tị nạn được ông cứu sống đã nỗ lực đề nghị chính phủ Israel trao tặng cho Sugihara Chiune giải thưởng Người Ngoại quốc công chính vì sự dũng cảm và hành động trượng nghĩa mà ông đã làm. Tuy nhiên, lúc này Sugihara đã quá yếu để tới Israel, nên vợ ông và con trai út Nobuki chấp nhận thay mặt cha mình nhận vinh dự này. Sugihara và con cháu của ông đã được trao tặng quốc tịch Israel vĩnh viễn. Sugihara đã qua đời vào một năm sau khi được trao danh hiệu. Ngày 31 tháng 7 năm 1986, một đoàn ngoại giao Do Thái viếng thăm tang lễ của vị ân nhân dân tộc mình, bao gồm cả đại sứ Israel tại Nhật Bản. Đến lúc này, hàng xóm của gia đình mới biết câu chuyện thực sự của Sugihara. Một người đàn ông đánh đổi sự nghiệp đang thăng tiến để lặng lẽ cứu sống hàng ngàn sinh mạng đáng thương. Khi được phỏng vấn lý do cấp thị thực cho người Do Thái, nhà ngoại giao người Nhật từng giải thích rằng những người tị nạn là con người và rằng họ chỉ đơn giản cần giúp đỡ. Bạn muốn biết về động lực của tôi đúng không? Vâng, nó là tình cảm mà bất kỳ ai đều sẽ có khi anh ta thật sự nhìn thấy những người tị nạn mặt đối mặt, cầu xin với những giọt nước mắt của họ. Trong số những người tị nạn là những người già và phụ nữ. Họ đã tuyệt vọng đến nỗi họ đã đi xa như vậy để hôn giày của tôi. Anh sẽ không thể không thông cảm với họ. Không có gì sai trong việc cứu lấy mạng sống của nhiều người. Tinh thần nhân đạo, từ thiện, tình hữu nghị láng giềng. Với tinh thần này, tôi đã mạo hiểm để làm những gì tôi đã làm, đối đầu với tình huống khó khăn nhất này. Và vì lý do này, tôi đã đi tới phía trước với lòng dũng cảm gấp bội.